Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Bát Thanh Niên. Chào mọi người đi nào, Bát Thanh Niên ơi. Chào mọi người. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với hai cái cánh cửa siêu siêu quen thuộc. Đấy, thì ngày hôm nay là không phải đứng trên này mà đào nhá. Nhá, hai này đào cho luôn chui ra cổng xanh để bay ra đây. Không phải trốn được gì cả đi. Chui ra cổng gọi là bedrock đây. Đấy, ngày hôm nay là bọn mình có mặt ở đây để chuẩn bị gọi là không, thực ra đây là đào các bạn ạ. Không phải chuẩn bị gì nữa. Đây, chúng ta sẽ đi đào đây, đá sapphire ạ. Ủa ơi, cái này là quặng các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không? Ui, đào rất là nhanh luôn. Vừa vào là được cái gọi là pickaxe netherite rồi. Ok, thanh niên đi đâu rồi? À đây, thanh niên này. Ok bạn ơi, buổi tối nay bên này các bác thợ rèn bên này bạn ơi. Đó, nhìn lại mấy bác này có vẻ đầu gấu đổ mèo rồi. Đây, chúng ta 5 sapphire là chúng ta sẽ được một nether star. Ok, chúng ta sẽ là 5 nether star chúng ta có thể đổi được nâng cấp lên cái cúp khác này. Rồi, ok, quá đơn giản luôn các bạn. Ui, đào quá nhỉ. Ngày hôm nay chế độ VIP nhanh lắm các bạn. Ui giời ơi, tôi cảm thấy rằng là sắp sửa có một cái cuộc chiến gọi là diễn ra siêu nhanh rồi. Nhưng không sao, trời ơi. Nhanh thì chúng ta phải gọi là hành mấy thanh niên không trượt phát nào các bạn. Ui, rồi, ui, thì biết nhờ. Ok, vẫn thế à? Thế. Ok. Ừ, mình thấy là niên vành đào vẫn thế bạn ơi. Hay là đội nhiều hơn nhở? Để đúc xem nào. Rồi, ok. Netherite Iron Pickaxe. Ok, cái này là Netherite kết hợp với cả sắt các bạn nha. Ừ, nhỉ, vẫn thế nhỉ. Thì đánh cái con kia đi, Núp. Con nhiều lắm. Chả có khác cái gì luôn. Áo thật đấy. Ui trời ơi. Quá đã. Thế để nó có gì hơn không? À chắc là bắt đầu một kỷ nguyên mới các bạn. Đấy, kỷ nguyên gọi là Netherite kết hợp với cả gọi là quặng các bạn nhé. Đấy. Nói không sao, thế cũng được. Rồi, chúng ta đã được 35 rồi. Không biết là level... À quên mất lại level ở đây. Không biết là bao nhiêu... Núp thử đi đánh quái nhưng mà... Đâu, có quái gì đâu. Rồi, đâu để núp sao? Đánh mấy con rơi à? Quái chưa ra, quái chưa ra đâu. Bảo đánh quái. Đâu xem nào. Ôi trời ơi. Ở đây là triệu hồi ra con rồng 2 va 3 đầu. Thôi đánh cái gì, thôi bỏ đi. Đánh đi. Thôi rồi. Nhìn thấy nó choáng lắm các bạn ơi. Phải nâng cấp vũ khí. Còn đấy mạnh lắm luôn chứ. Nhìn thôi, nhìn này không đập mắn lắm như thôi. Nhìn này. Đấy nhìn đi. Trời ơi, rõ ràng là mấy thanh niên đang tào lao đấy. Tôi còn chưa gọi là bật chế độ đánh bút. Mấy thanh niên đã nhìn này rồi. Một tiêu này tả các bạn thấy không. Điều không thể tin được các bạn. Bây giờ đánh bút thì bảo nhá. Ok bạn. Bảo này, 9 này. Ui còn một xíu nữa các bạn. Rồi. Ông Núp đủ rồi. Đang định bảo cho Núp mà. Không sao. Netherite gọi là Gold Pickaxe. 20 chúng ta lên Netherite Emerald ạ. À, đâu? Nào. Đúng rồi. Emerald các bạn xong lên kim cương. Đây. Nhanh đây. Hack không đây? Không hack nha. Đây. Cũng chơi hack nha. Ui, đây 26 sao. Mấy thanh niên không phục. Ok. Chơi hack mấy thanh niên kia không phục đâu. Hack rồi không nể. À rồi. Bốn cái hack ở bên này là hack không đây. Ok các bạn ơi. Có hay không đấy, còn biết hack này. Có hack không? Cái này. Mình có hack không đây, để mình đi với hack thôi. Ui dồi, ôi bánh ơi. Anh hơn không Núm. Ui dồi ôi. Anh hơn à, anh hơn. Cái này còn xịn hơn cơ. Ui cái này xịn hơn cơ. Ui dồi, đã một lúc còn 10 sân tách rồi. Tại sao mình cho Núp mấy không? Cho Núp đồ không? Những nách đấy, những nách đây bánh ơi. Chuẩn bị anh em sang chiến luôn, chuẩn bị chế tạo sắt. Rồi, nhiều lắm kinh nghiệm tê. Sang hành luôn. Để đổi đồ đó. Ok, để Núp gọi là đổi mấy cái này. Sang cúp này vẫn thế à. Thế đâu ra, người ta đổi mấy stack. Nhanh hơn siêu. Đổi mấy stack rồi này. Ôi trời ơi. Rồi ok, nên Netherite Diamond đi xem như thế nào nào. Xong rồi tí rồi tính sao, chắc là mình sẽ nâng cấp cúp. Ui dồi ôi, đào như cái máy luôn bạn ơi. Rồi. Và nó đào nhanh hơn rất là nhiều lần các bạn. Chắc là gấp đôi quá. Tôi thấy nó đào tốc độ nhanh lắm. Ui dồi ôi. Mở nhanh thì nhanh thật đấy. Ui dồi ôi, level 30 luôn đấy. Cái này sắp hỏng rồi. Ui cúp này càng đào càng nhanh. Nhanh lên Vanh ơi. Ui dồi ôi, tự kiếm một bác ra đi. Ui quên mất là biết thế. Mình gọi là bảo chủ map là cho hai bác đi. Không thì... Để có cái trứng bên trong mà. À ừ đúng rồi, có quả trứng bên trong thì Núp biết là thế thôi. Nhưng mà lùi lùi thế là ta thôi. Đây. Lùi thì thôi. Không sao. Làm bạn. Ui. Ok hả? Sao đang Netherite gọi là Diamond Pickaxe xuống tự nhiên thấy cái cúp đá. Ôi ơi đá. Rồi. Có lửa đây. Lửa đấy đúng rồi, đừng nói đúng rồi. Có. Không lửa đâu Vanh ơi, nhìn đây. Ui trời ơi. Ui ơi đào nhanh đúng không?
Ui rồi, nhiều kinh nghiệm vậy. Ui trời ơi. Ui lắc quá, lắc quá, lắc quá. Lắc luôn rồi. Lắc quá. Trời ơi, rồi đào ít thôi. Ôi, nhiều kinh nghiệm quá, lắc luôn rồi đấy. Ui rồi. Thôi. Nhặt bớt kinh nghiệm anh em ơi. Ok bạn ơi, chắc là mình sẽ úi dồi ôi đấy. Úi dồi ôi, có One Batman cái gì đây, nắm đấm của Bat cái gì Saitama này. Một tí tí xin đấm đâu ai. Ui, rồi từ từ nha, mình sẽ gọi cái là này có tự đổi đồ đúng ta. Rồi sao nào. Cái đồ này. Ui dồi sao nào. Mỏi tay quá. Ôi, mỏi tay tí có sao đâu. Nhanh mà. Cái bộ áo giáp này bạn ơi. Ui, bộ áo giáp này The Ride Diamond. Úi dồi ôi, nhức nách bạn, đổi VIP nhất luôn. Hôm nay nó cấp VIP. Ê, thanh niên Khang qua kìa. Lão. Ui, ơi, cái cướp dịp to rồi vậy. To nhưng đánh hơi chậm. Lão, ui trời ơi, đánh chậm quá, không đánh được. Cái thế nhở. Ui dồi ôi, thanh niên lại đánh này, lại đánh này. Ôi, có khẩu súng gì này. Chờ xíu, đánh đi. Ôi ôi, núp cầm súng rồi, thôi đi về. Cái gì để đánh? Đây. Thôi đi về, đi chậm súng. Ôi, đang đổi ra khẩu súng cái gì, sơn súng tăng đam này. Ui dồi. Ơ, sao cái cướp nó nằm ngay bụng mình vậy? Rẻ lắm mọi người. Nhìn mình chúng tôi à. Sơn súng tăng đam đây. Nhìn thấy cây cướp nằm bụng em không? Đâu rồi? Con gà dưới nó đâu rồi? Hỏi làm gì? Ai à, không giết bác cái đuổi đôi nha. Tiêu chuẩn không giết bác đuổi đôi nha. Bác rồi đòi giết không được, thử rồi. Ê, cũng khỏe đau đấy, cũng đau đấy, cũng đau nhưng mà cũng ngứa. Nhận. Ừ, bắn nó cũng ngay ngứa thôi. Bắn cũng cái ngứa thôi, ơ kìa. Bắn không chết đâu, anh có khẩu súng xịn lên không? Bắn đi. Không, Vanh thẩu. Ủa cái cúp to dữ vậy. Trời ơi, Vanh. Ui khỏe lắm. Thôi rút lui anh em ơi. Ờ, cái này hồi máu liên tục không chết được đâu. Ôi giời ơi. Trời ơi. Ui giời ơi, sao bắn như nhím rồi. Tớ nhá, để núp về núp đổi. Nó như nhím. Thôi, chúng ta gọi là bật chế độ gọi là đi đánh bốt ra các bạn ơi. À, đúng chứ mấy thanh niên này. Đấy. Không thực ra là mình đóng luôn ạ. Mình đổi này là cũng dư sức là mình nâng cấp hết đồ mắc VIP rồi các bạn ơi. Đấy, nhưng mà từ từ, trời ơi. Đấy, phím hay rồi, là phải từ từ. Ok bạn, ôi thôi, đổi tay thật. Ờ, đổi công nhận mọi người. Hay là phải từ từ. Ôi okay. Tiếng gì đây? Cái gì đây? Vừa nghe tiếng gì như kiểu tiếng mở cổng ấy. Chết dở rồi, mấy thanh niên nào bật cho nút chế độ gọi là chiến bớt vậy. Ui giời. Ok. Rồi, đã bật. Đã bật. Ok, ra vay đâu rồi, ra hộ nhau chiến bớt đi. Đâu? Đây, ui giời ơi, quái vật đã xuất hiện rồi. Đâu, dòng 2 ra 3 đầu này. Ui giời ơi, nút thả lên nhá. Ui giời ơi, chiến đi. Không thấy đâu nó đâu. Không thấy đâu luôn, nhưng mà bắn nó đi. Đúng rồi. Ok, đồng không đâu. Sao đánh không được nhỉ? Đâu? Yếu thế nhỉ? Ờ, Vanh không nhìn thấy đâu nó. Ờ, nút cũng chả nhìn thấy đâu nó luôn nè. Áo ma là Zada vậy. Rồi, không đánh trúng nó nút ơi. Ok à, thử nhá, để thử xem nào. Ui dồi ôi, đứa nào, Vanh ở đây đi, Vanh ở đây, để cầm kiếm nào, thử đánh nó nào. Ôi, nó rớt cả mấy này. Không đánh được, đánh vào chân không được. Yêu cầu ban tổ chức tắt chế độ bot trên nào để nút reset lại quay. Ok à, chết giờ. Lại đánh được rồi. Ok à, sao lại tự nhiên có lại không đánh được nữa. Lồng sống một này, tự ai để nút nào nào. Okay. Cái gì đây nè? Ui rồi, không đào được. Thôi, đây. Đó, bật lại chế độ bớt đi, ban tổ chức ơi. Chết dở rồi. Bật lại kìa. Rồi. Vẫn không nhìn thấy gì à. Bút này, con bút này hack rồi. Ok à. Rồi, nó ra mấy con rồi. Không, nó thả ra đây nhưng mà không thấy đầu nó đâu là sao. Ôi, nó vẫn mất máu mà. Ôi, hai con đánh nhau này. Ôi. Hai con đánh nhau. Hai con đang thở lửa với nhau. Ui giời ơi, ủa boss gì có cái bụng không vậy? Ờ, nó không thấy đâu. À, nó như ảo thật đấy. Không, đúng kính là nó chỉ đâu đây rồi. Từ ai rồi, để cho Vanh ở đây đã. Mình về, mình nâng cấp thêm cái vũ khí khác các bạn này. Ui giời ơi, lắm creeper đấy. Ồ, đánh vẫn đánh được. Ui giời. Nhiều quá. Ờ, đâu. Nhiều creeper quá. Chết dở các bạn ơi. Ờ, đạn đâu hết rồi, đạn hết rồi à. Ui giời, creeper lắm thế. Bình tĩnh thôi các anh ơi, bình tĩnh thôi. Rồi. Tính rồi, chúng ta nói chuyện được mà. Ơi ơi. Ui nó phun lửa vô gầm kìa. Nhìn thôi. Rồi ok bạn ơi. Đâu, mình sẽ chế tạo một cái vũ khí khác đây. Quấn nó đi, quấn nó. Đâu, sao nào. Ui giời, sao vũ khí đánh mãi mới mất được một chưa được 1/3 máu. Đâu, để núp đổi vũ khí sang xịn mịn nhất của đất luôn các bạn ơi. Tập này là đấy cần được vũ khí. À quên mất, không cần các bạn. Mấy con này. Bén này. Mày làm sao? Ui trời ơi, nắm đấm Saitama đây. Đâu? Ra con rồng xem nào các bạn ơi. Chết dở, con rồng này nó mất đầu rồi. Mình được con rồng 3 đâu rồi, chúng ta có thể đánh được mà. Ui trời ơi, nắm đấm nó không cần đầu, nó đấm giữa người nó nhức nách rồi. Rồi, ok, nó chết con luôn này rồi. Nữa. Ờ, đâu. Ờ, rồi, nó đi luôn rồi.
Ui, các bạn thấy không, đơn giản ngay. Chúng ta nhặt được cái gì không? Nhặt được cái đầu này. Ok các bạn ơi, tính ra con bot này cũng đơn giản mà. Ui dồi, ai yêu cầu tắt bot, chế độ bot đi. Thế giờ rồi, ok các bạn. Ui dồi lắm, creeper mình sợ, nổ mấy rắc dân làng thôi. Chứ còn mình không sợ. Ui, thử nhặt tôi đổi lại mấy cái vũ khí. Bắt nhà luôn rồi. Đâu xem nào, cái vũ khí này gì đây? Kiếm này được ai, biết rồi. Cái gì đây, Ender. Oh my god. Rồi ok bạn, đi chiến mấy thanh niên à? Đi xuống nhà luôn rồi. XM8. Lên đi em ơi. Đâu đây, ai không ra đây? Đây, đang đổi đồ này. Ê, đổi. Đứng yên này, cho Núc đứng yên. Đổi. Hai thanh niên tự đánh nhau. Ôi ôi. Ai nói? Cho Núc đứng yên này, cho Núc đứng yên. Thế này khỏe quá các bạn ơi, hình như cái kiếm mình hơi lỡ quá. Kiếm mình hơi lỡ các bạn ơi. Chết giá rồi. Gì đây? Chi bầu, ok, chi bầu. À, tôi đổi cái khác. Kiếm, rồi, nhìn người xem. Không, Núc không sao đâu. Núc không sao đâu. Mua luôn đi Núc. Núc không sao đâu. Ý Núc. Ý Núc. Ôi ôi. Ây, ai cả. À, đứng nhờ. Trời, mấy thanh niên. Đổi kiếm khác các bạn ơi. Ôi, cầm súng bắn anh em ơi. Mấy thanh niên. Bang. Ây da. Ui ôi. Tại nó thành kiếm quy đời, không ăn thua bạn ơi. Ui, bộ áo sắt. Bộ áo sắt này là Raymond ghê đây. Làm sao mà hô được? Làm sao mà hô được lúc? Ui, tình hình mặc mỗi gọi là cái quần với cả đôi giày nha. Ui giời, tôi đúng rồi. Tôi. Sao ai đi này cứ bắn mình vậy? Bắn tình hình này đi. À, lúc trước tình hình bắn mình bạn. Tôi sẽ đổi vũ khí khác. Ui, cái gì đây? Đây, vũ khí gần cuối này. Xem đây. Cái giày. Xóa. Rồi lúng anh đào luôn. Ôi lúng ơi. Ôi ơi. Cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Ôi trời. Cái này là cái gì đây? Trong gương à, trong gương. Úi trời. Ôi trời, chả đau lắm. Ôi không đau à? Ôi trời. Nó chỉ đạp vỡ và lóc thôi. Ui trời, cái đó đi mặt nữa. Cái đó đi mặt đây. Ui trời, cái này là kiểu như là bút mê răng gì anh? Ném bóng. Ui trời. Ok, bút mê răng. Xin nó sư quá. Ui, tôi đào hố các bạn, tôi đào hố. Đào nát cái nhà này đi. Đào sao đào? Núp ơi, vũ khí bí mật. Ủa, à, giờ bắn nó không được luôn rồi. Ủa sao bắn nó không được? Vũ khí này thì chắc chắn là gọi là one hit rồi. À bắn nó được rồi. Thôi đi về lúc đi chế cái khác đây các bạn ơi. Vũ khí VIP mình đã có rồi nhưng mà thôi các bạn. Cho mấy cái này đổi đi. Như con nhím luôn. Ôi thả cho chạy gì à? Ai cho chạy? Cái gì? Gamma kìa. Nơ nè. Với không? Có tới đâu mà ghê. Ui giời ơi. Ui giời, có tới đâu. Ui giời. Cái này hay lắm mà đúng không bạn ơi. Yếu xèo. Ôi. Chà. Làm sao bằng ấy cúp em được. Thôi đi về thôi. Làm sao bằng cúp em được. Đi về thôi. Ok, mấy thứ này vẫn dí à. Thấy nó dai vậy. Để ta về ta nâng cấp vũ khí đấy. Khi mà lửa một cúp đấy. Thì là vẫn bắn mình nhá. Gì lửa cúp gì à. Vứt cái súng này đi bạn này. Súng này không ăn thua à. Vừa nãy mình đã đánh được gọi là con rồng, không biết con rồng nó cho mình cái gì không? À. Ok. Cái bạn. Đầu với cả thuốc gì này, máu gì này. À đúng rồi đây này. Cái thịt rồng cũng mạnh này mạnh. Ôi nhưng mà mình không đói. Rồi ok, một cái đầu này chúng ta sẽ được 20 Nether Star. Ui cũng được phết nhờ. Rồi. Ok, cúp đã mắc rồi. Để lúc ra xem còn vũ khí gì khác không bạn ơi, chứ nắm đấm này nó OP quá các bạn. Ôi từ ra xem đổi hết. Đổi hết cái đống dương đồ em có gì thú vị không? Nào, thằng nào? Bộ cái dương. À thực ra thì có 3 thôi các bạn ơi, mình lặp lại coi nào. Cái này rèn Nether Iron là ok, Nether. Wow. Nether Emerald ok. Cái này là bằng vàng ok, còn cái này là vẫn bằng vàng. Nên dùng hơi cái này mà. Có gì bạn, kim cương vẫn là nhất. Kim cương vẫn là nhất. Rập vãi. Cung đá mấy thanh niên này đổi lắm cung các bạn đây. Ôi giời, cái này cung rẻ như trò ấy. Đấy. Nhỏ hết nhà mấy điên luôn. Ui. Sơn xuống tăng đàn. Ui, cầu gì đây? Con chết à? 4A1. Ui giời, XM8 Frost. Ui giời, băng giá luôn. AK gọi là 12 luôn. Nào bây giờ cởi giáp và bắn súng không? Đặt cởi giáp và bắn súng đây. Ui giời, đúng rồi. Cởi giáp và bắn súng là sao? Nam tử hán lại vu ra solo súng đây. Chết dở, lúc mua đạn súng lục làm chi? Đây, gì đây? Chết dở rồi, quanh con Nether Star. Bắn súng ấy mà, trời ơi. Quanh. Đây, Nether Star đây. Đâu. Có 29. Bỏ giáp ra nha. Ok. Nhầm. Bỏ giáp ra nha. Nether Star và Safi ấy. Ờ, Safi à, chứ không phải Safi đâu. À, Safi. Safi. À, Safi là cái gì? Safi là cái gì? Đọc cởi giáp ra lại bớt mặt ra kìa. Tới nha, chưa bắt đầu nha. Tao mua đạt á, mình tính thôi. Thời, cởi giáp thì cũng biết rồi. Chết giá rồi. Thế thì thôi, cho mặc một cái đây, mặc đôi giày đây, cho bắn luôn, chết đâu. Mặc đôi giày thôi. Đợi nha, mình sẽ nào. Chọn cái súng gì ta?
Súng này thì mình chưa có đạn các bạn. Ở đâu có hai stack mà mặc mũi giày có bất máu không đây? Có. Ok, thế mặc mũi giày nhá. Ây da. Tâm nút mặc thêm cái quần nữa kìa. Đâu ra ngáo à trời ơi. Thấy lúc mặc cái quần kìa. Đấy là cái chân màu xanh nhìn nó thế thanh niên này. Nhờn, ây da, đau khuyết nhờ. Nhờn, khuyết lắm thế. Lúc khuyết lắm quá. Nhờn. Ây da, ok, bắn mặc cái kia. Nhờn. Rồi. Thanh niên chả xinh nhè. Ây da, có thanh niên bắn mặc mình đâu. Nhờn. Ôi dồi. Ôi mà súng này ít đạn. Ủa súng này hết đạn rồi. Đúng rồi, mua đạn. Phải có tiền mua đạn nha, đạn hơi bị đắt đấy. Đạn ơi, bán em đạn. X-M8 Frost. Sao X-M8 rồi. Tưởng quá không lên đâu. X-M8 ngoan tâm lắm các bạn ơi. X-M8 yếu. Đúng quán chừng là vài giây đi đào đó. X-M8 yếu hơn AK rồi. Rồi ok, thử M4A1 X cái gì, Palo. Ui, đẹp thế nhở, đúng là súng tăng. Đó đi đào cái đó, trời ơi, không tiền. M4A1 không ăn thua bạn ạ. Ui dồi, yếu lắm. Ui trời ơi. Sao mà hô được, không ăn tua bạn ạ. Sao mà hô được. AK12 vẫn là đẳng cấp. Ui dồi ôi. Đấy ạ, lúc hồi sinh nhập. Nhưng mà chắc không sao đâu. Ok. Ui AK12 của ta vẫn đẳng cấp. Đẳng cấp. Ui dồi ôi. Người ta đang nguy mua đồ mà. Đẳng cấp. Đấy mua đi. Trời ơi, thải lúc AK12 vẫn đẳng cấp bạn. Mấy khẩu súng kia lắm quá. Thế là bắn mình đã. Mua này. Cho người đóng băng trước đã. AK không có scope trời ơi. Không cần. Ok sao AK scope. Uầy. AK cần gì scope? Nhận. Làm sao? Quá anh. Giật quá. Giật quá. Thực ra là do cung mà đòi đấu mới súng à? Ui sao lại dịch chuyển? Trời ơi. Đúng cho dịch chuyển. Này thì lúc này ui giời ơi. Đúng dịch chuyển thế là Vanh đang bắn Zeno thành bắn núp đấy. Uầy. Mua nhiều đạn vô đã. Mô xin. Ok, chế đây. Lao lên, Vanh ơi, lao lên. Ui, lúc quá xịn lắm. Ôi. Xin mô xin. Lao. Mô xin, ấy da. Lao sao. Mô xin. Lao sao. Đây ngài đáng. Lao sao, một mình núp chấp hết. Núp không thể mặc giày luôn. Ui giời ơi. Nhìn này, không mặc giày ạ. Ây da. Tuổi giày. Ui giời ơi. Không mặc giày. Ôi đâu rồi. Bắn kìa mọi người. Lúc bạn có biết một cái chiến thuật bắn cái gì mà lên nóc luôn vậy? Trời ơi. Trời ơi, bắn cái gì mà lên nóc vậy? Em bất tử thôi. Bất tử đâu ra, không phải bất tử. Ui, các bạn thấy không? Rất là xịn sò. Em bắn dính vào tường không chết này. Vì chúng tôi. Trời ơi, mới đi qua nhà mà nở luôn rồi ba. Này thì bắn này. Triple bow. Ở đây, dính tường chưa? Đấy, có chết đâu. Đây, có chết đâu, đây. Đấy, có chết đâu. Nhốt lại. À, luôn chứ. Ghê lắm bà luôn đi. Mất tử nha. Uầy, Vanh ơi, rồi. Vanh núp bảo này. À, rồi mình thớt từ ngừng chiến đấy. Để núp ra, núp bảo Vanh cái này đã, xong rồi quay lại chiến đấu tiếp. À, thế à? Đây. Vanh. Này, ăn đi, ăn nó đi. Ăn chưa? Ok. Ăn rồi phải không? Đây, lên. Ăn rồi. Ăn vào nó được cái gì kìa? Ăn rồi. Cởi dây luôn. Cởi dây luôn chứ. Tập lại. Ăn cái gì đấy? Ăn cái gì mày ăn mình? Ăn của mình. Người ta ăn chứ, tìm các người ăn đâu. Ôi giời ơi, chất buồn. Phải ăn mày, chất buồn bất khả xâm phạm luôn bạn ạ. Ui giời ơi. Đây nó đổi đi găng tay đó. Găng tay à, không có găng tay gì tầm này hết. Ăn cái gì nhờ? Người ta ăn găng tay đâu ra. Găng tay. Ra không thấy nhờ. Găng tay ai cho đổi hả? Ai cho đổi? Dạ. Ai cho đổi lương. Găng tay? Lương không có, nhưng lương này giáp à. Găng tay. À, tên đi đây, hình như ăn rồi. No. Trời, hay lắm. Tên đi chưa ăn, giờ sao nó phải nói ăn. Giờ thì nhiều mới ăn này. Ăn rồi. Ui. Làm sao? Ủa sao đấm? Bắn Batman mà không. Ra. Ok. Làm sao? Đấm ra đây. Đợi Batman à. Ok, đợi. Trời ơi, thanh niên cố bắn Batman này cũng bị bắt thôi. Trời ơi. Đấy, người ta đổi đâu bắn Batman. Đấy, người ta đổi đã. Thanh niên vẫn chưa biết. Nổn lắm. Nên nó hỏi để cho đấm một cái coi. Đây, đấm lên này. Đẩy, đấm đi. Đấy, đấm đi. Ai, ôi, đau tê. Trời ơi, đẹp mặt thấy không?
kẻ cùi bắp này không biết dùng. À, thời đấy người ta người ta ăn thịt rồng nha. Thịt sao? Ăn cái đầu kia à mọi người. Ăn thịt rồng. Trời ơi. Cái đầu kia ăn đi Khang. Đâu? Thấy bật đầu rồng này. Bóp lên, bật bóp lên đi good bóp ạ. Mới thiên nhiên. Đâu thôi thôi bè, đằng nào kết thúc trận đấu rồi bè, dùng đây dùng dùng cái găng tay đi. Găng tay đi. Trời ơi. Ôi đây dùng găng tay này, vô đây cũng ngon. Dùng đây, trời ơi, dùng, dùng đây. Dùng mà ăn cơ mà. Ơ, thanh niên không dùng à? Ôi, thanh niên thì như... À, không ăn được. Đấy, ăn đây, được rồi, thả non thế. Ăn đi, đấy, đấy ăn được rồi, đấy, cần gì nữa. Đấy, mình không rồi. Bảo thanh niên vanh dùng là mình bảo ăn thôi, để thanh niên vanh hiểu ý các bạn, chứ không bảo dùng đi là với người này. Biết này, ớ, các bạn ơi, nên nói chung là bây giờ ai cũng bất tử rồi, thế đâm ra chả giết được ai đâu bạn ạ. Nên là thôi. Đấy các bạn thấy không? Đây thời gian nó là gọi là infinity rồi. Đấy, level tính ra level 6 là bất tử hết rồi các bạn nhá. Ok thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là mình đã gọi là đào những cái gọi là viên đá sapphire rồi đấy, cũng như là chế tạo nâng cấp đồ mắc vip rồi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like đăng ký kênh của mình nhá, và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong nút team ấn đăng ký ủng hộ nhá. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Tiếp đây thì mình sẽ thông báo cho bạn một tin, đó là sắp tới mình sẽ up thêm video ở trên trang Facebook của mình, đó là trang Facebook T-Gaming. Có nghĩa rằng một ngày mình sẽ sản xuất ra 3 video, 2 video mình up ở trên YouTube cũng như là 1 video ở trên Facebook. Thế nên là các bạn muốn xem video mới nhất của mình thì các bạn có thể lên Facebook tìm kiếm T-Gaming, sau đó ấn like cũng như ấn theo dõi kênh Facebook của mình. Hoặc là các bạn có thể truy cập đường link ở phía dưới phần mô tả cũng như là phần comment. Hiện tại là mình chỉ có một trang Facebook duy nhất, đó là T-Gaming này thôi. Hiện tại là trang đã đạt hơn 19.000 lượt like cũng như là hơn 22.000 lượt follow. Đó thì các bạn đừng quên truy cập vào ấn like cũng như là follow nha. Thì mình đăng video độc quyền duy nhất ở trên Facebook rồi. Thế nên là bạn nào muốn xem video thì các bạn có thể truy cập vào đây để xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.